chào bạn, trước mặt mình đang là hai chiếc tai nghe của hãng Xiaomi ra mắt trong thời gian gần đây. Ở bên trái là cái chiếc tai nghe thể thao Mi Sport và ở bên phải của mình là một cái chiếc tai nghe in-ear Mi Pro. Thì hãng cho biết là cái chiếc tai nghe này được họ phát triển hợp tác cùng với lại cái hãng iMore ở Nhật. Và mình sẽ nói về cái chiếc tai nghe in-ear Mi Pro trước. Như các bạn có thể thấy thì chúng ta sẽ có một cái phần housing, nó được làm bằng kim loại sáng bóng luôn, hình như là thép không rỉ. Thì cái phần vòi tai nó được đặt lệch về phía một bên như thế này để mà khi nhét vào tai thì chúng ta sẽ dễ dàng cố định hơn. Một cái thiết kế của nó là khá là phổ thông. Cái phần vỏ được làm hoàn thiện khá là tốt, khá là chắc tay và nặng chắc chắn. Nó được gắn liền với lại cái phần bên dưới bởi một cái miếng nhựa cứng như thế này đó. Thì nói chung là khá là liền lạc, tuy nhiên thì nhìn nó không có được thẩm mỹ cho lắm. Ở bên mặt ngoài thì chúng ta sẽ có những cái dạng nhôm phai xước tạo thành cái hiệu ứng quang học cũng khá là đẹp mắt. Đấy, ở đây thì chúng ta có một cái lỗ nhỏ. Ở đây là có một cái dòng chữ HD audio. Đấy. Ở đây là hai cái ký hiệu LED và RIDE ở hai bên. Đấy, thì khi mình tháo cái này ra cho bạn xem đó. Thì chỉ có cái phần housing này bằng kim loại thôi, còn tới cái phần mà vòi tay để mà dắt vào trong tay người dùng cũng như là cái phần gắn cái màng của tay ở đây thì nó được làm bằng nhựa. Ở phần dây bên dưới của một bên tay thì chúng ta sẽ có một cái khu vực điều khiển, chúng ta có những cái nút bấm, ba nút bấm, có thể là nút tăng giảm âm lượng, cũng như là điều hướng bài nhạc, rồi một nút play spawn, ở đây có một cái lỗ mic luôn. Toàn bộ cái cụm này thì nó được làm bằng kim loại khá là đồng nhất với lại cái phần housing ở phía trên. Không có một cái ký hiệu hoặc là một cái chỉ dẫn gì cả. Chúng ta sẽ có chạc nối dây ở đây, có một cái logo rất là nhỏ của Mi. Đây, và cuối cùng là phần jack cắm tai nghe 3.5. Đi kèm với lại cái chiếc tai này thì chúng ta có một cái hộp. Một cái điều khá là bất ngờ là chúng ta có cả chuẩn Hi-Res Audio, vốn là phổ biến với những cái chiếc tai nghe đến từ Nhật Bản nhiều hơn. Đấy, thì sở dĩ có được cái chuẩn này thì họ cho biết là họ đã hợp tác phát triển cùng với lại cái hãng OneMore để thiết kế cái chiếc tai nghe này. Không biết là có thiết kế luôn cho phần âm thanh hay không đó, thì mà những cái đàn âm thanh thì các bạn có thể là đọc thêm trong bài viết của mình, mình sẽ nói chi tiết hơn. Thì ở đây chúng ta sẽ có thêm những cái thông số của cái chiếc tai nghe này, như là cân nặng 17g, dây dài 1.2m, trở kháng, rồi độ nhạy, tần số đáp ứng, vân vân. Tất cả đều bằng tiếng Hoa hết, hay là những cái ký hiệu này mình cũng thường gặp, nếu không thì có lẽ là cũng không biết được đâu. Đóng gói của tai nghe này có thể nói là khá là xịn. Chúng ta có một cái chiếc hộp rất khá là đẹp, khá là sang. Đây, và khá là giống với lại những cái sản phẩm trước đây của Xiaomi và bên dự phòng gì đó thì họ cũng đặt trong những cái chiếc hộp như thế này. Đấy, thì tai nghe được đặt ở trong đây, quấn ở trong đây luôn. Thì nếu mà không muốn lưu giữ để cho nó rối thì mình có thể xài luôn cái này để mà giữ cái tai nghe luôn. Đấy, chúng ta sẽ có thêm bộ ba cái đệm tai với ba cái kích thước khác nhau là XS, S và L. Đó, thì một cái điều khá là vui vẻ. Thường thường thì cái này chỉ có dành cho quần áo mà thôi. Đấy. Rồi, ngoài ra thì chúng ta còn có một cái túi đựng. Tôi đựng tai nghe. Tiếp theo mình sẽ nói về cái chiếc tai nghe Mi Sport. Thì đây là cái chiếc tai nghe thể thao. Ở chúng ta sẽ có một cái thiết kế khá là cổ điển đối với những cái chiếc tai nghe thể thao, với một cái móc để mà chúng ta cố định vào trong tai. Thì khi đeo thì nó sẽ cố định vào trong cái vành tai của người dùng hơn. Đấy, cái phần này nó được làm bằng cao su và cũng khá là linh hoạt. Cái bề mặt bên ngoài thì hãng cho biết là đã được phủ lên một cái lớp anode, thì một cái lớp hoàn thiện cho cái cảm giác có thể nói là khá là sang. Tuy nhiên thì mình không biết là có dễ trầy hay không. Ở mặt bên trong thì chúng ta sẽ có một cái bề mặt làm bằng cao su, được phủ cao su mềm. Ở ngay bên cái vị trí này thì chúng ta sẽ có một cái vòng tròn nữa trước khi là đưa ra tới cái tay của người dùng. Đó, nó hơi nhô ra một xíu, có thể là đây là vị trí để đặt cái driver ở bên trong. Ở cái tai bên còn lại thì nó cũng có thiết kế tương tự thôi, nhưng mà chúng ta sẽ có thêm một cái nắp đậy để sạc cho cái chiếc tai nghe này, một qua cổng sạc micro USB đây đậy lại. Ở trên thì chúng ta sẽ có hai cái nút chỉnh âm lượng lớn và nhỏ được đặt ngay trên đây luôn.
Hãng cho biết là cái chiếc tai nghe này nó có khả năng chống mồ hôi chứ không có khả năng chống nước. Thì chúng ta sẽ có một cái nút rút dây có vẻ khá là lỏng. Rồi. Cuối cùng thì ở một bên thì chúng ta sẽ có một cái khu vực điều khiển để chúng ta nghe nhận cuộc gọi, có thể là play spout bài hát luôn. Đây có một cái lỗ mic khá là nhỏ. Đấy. Thì đi kèm với lại cái chiếc tai này thì phụ kiện nó cũng đơn giản hơn. Chúng ta chỉ có một cái bộ ear tip, một hướng dẫn sử dụng nhanh bằng, tất nhiên là bằng tiếng Trung, cũng như là một cái sợi cáp sạc micro USB để sạc cho tai nghe.